nó hủng tới ngày rẫy cũng mới lắp vào lại nó hủng. Con không hiểu, tức là tới cái ngày mà tới ngày tháng 5 là tới ngày rằm thì khi mà cúng đình xong là người ta sẽ đào lên để cho ông đi dưới đi lên. Tức để bình thường là tự nhiên lên à? Wow. Để bình thường là động là, nhưng mà có gào đây không bà? Có gào đây không có? Là tự nhiên ở dưới đây là cái hang nằm đây. À, chào mọi người, thì Quang là cái người quay khá là nhiều cái video về rắn khổng lồ, về ông hổ mây, nhưng mà hôm nay thì Quang lại có một cái cơ duyên rất là lớn nữa đến với cái đình rắn, tức là thờ ông rắn. Thì mong là cái buổi chia sẻ về cái câu chuyện đình rắn của cái huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre này cho mấy bạn thêm nhiều thông tin bổ ích. Tại vì sao? Mình đã từng biết là ông Chư Thần là những ông thần rắn rất là khổng lồ ở khắp mọi miền đất nước của chúng ta, từ những nơi mà chẳng hạn như là núi non hiểm trở hay những cái vùng thắt sơn huyền bí. Thì hôm nay tại sao một cái nơi hoang vu như thế này lại xuất hiện một cái đình thờ rắn, hay là ở đây đã có những câu chuyện về rắn ông rắn bà? Thì Quang mong sẽ gặp những vị cao niên ở đây để chia sẻ về câu chuyện này. Hãy theo bước chân Quang của ngày hôm nay nhé. Thì đây là ngôi đình được cấp di tích lịch sử cấp quốc gia luôn nha mấy bạn. Thì bây giờ mình vô gặp bà Ba để chia sẻ về câu chuyện đình rắn ở đây. Bà ơi, ngồi chơi. Dạ ngồi chơi các bà, không chơi. Đây là bà Ba nha, bà sẽ chia sẻ với Quang về câu chuyện đình rắn. Thôi bây giờ mình qua đây ngồi đi bà. Không biết, thịt khẽ ngồi chết lại. Không sao đâu bà, mình cứ đi. Thôi con. Ê, ê, khó nè. Bà ơi, thì hôm nay con có một cái cơ duyên, con đến với cái đình rắn này. Thì con giống như là một cái người mà không gành cũng như là không có biết về cái đình rắn này bà nó có cái sự tích như thế nào. Biết nhiều mà nói nhiều nha. Dạ. Nói láo được rồi. Lắp đâu được hai con. Dạ. Thì cái sự tích đó là sao, gọi là đình rắn vậy bà? Thôi là lắng về. Ta cuốn này không phải như mà mừng 2004 nè, cuốn dạ. Nè. Là đình lá. Cái rắn cuốn 17 năm. Dạ. Là nó cuốn đây. Nhà lá cuốn đây. Chứ không phải mấy cái cục mà nghe. Dạ. Cuốn về đó ngay đó. Cái người đó là bọn chị ăn. Con 12 ký. Tức là mỗi năm vào rằm tháng 5. Mà không có làm gì ai. Dạ. Cúng rồi vô ăn cái đồng heo người ta cúng đó. Dạ. Ăn rồi ra bên đó là. Dạ. Mà không phải gì vậy đâu, con sạch sẽ gì đó. Ngồi ủ ám đó. Dạ. Nhưng mà trước đây thì con nghe cái sự tích về cái đình rắn này là như sao? Sao mà gọi là đình rắn mà không phải là một ông thờ đình ông hay là đình bà mà gọi là đình rắn vậy bà? Đã lo đó là đình rắn. Rồi mấy ông này mới nói bà Định, bà Bình. Dạ. Nói là đặt cái đình rắn mới phải, vì rắn ta về hoài. Dạ. Mấy bà lớn mấy bà. Dạ, con hiểu rồi. Cái hồi mấy ông mới là đình rắn thôi. Còn cái này đình rắn cả anh thị. Đó. Mừng 2004 á. Dạ. Đó. Còn mấy ông đó là chưa thiết quản á nghe. Dạ. Còn việc cộng với quốc gia. Dạ. Thì cái bóp bển nằm về phía bên chợ bển. Dạ. Yeah. Mua đầu cầu hả con? Con đi ra cái cầu yeah, mà. Dạ, con thấy ạ. Là về cộng ở đây. Dạ. Yeah. Bà Định lấy bà đây. Thằng bánh bóp đó. Tiết quản vô được là coi mình đắng quý. Dạ, yeah, con hiểu rồi. À, rồi mấy bà đậu hầm, ở không hầm. Hầm mấy ông ấy lắp rồi. Lắp môn cát nè. Làm thế này rồi là mấy bà là được nước được lộ là cái đình này rồi á, bắt cái đồ chôn tiếp quản á đem mộ màng là về đây rồi có 3 năm rồi giải tán lên
để định hướng yên tĩnh. Dạ. Bỏ cài. Nhưng mà thật sự là đình này rất là linh, thì đó, con đọc bà thông tin nha. Dám nói. Dạ. Bà không dám nói. Ừ, nhưng mà không tại. Dạ, bà nói đây. Là bà kêu rằng nó láo hai người bà đâu có chịu. Dạ. Cái rất là linh. Rồi cái đâu giờ là chư thần ở đây, gọi là chư thần, chư vị là những người mà linh lắm. Dạ, thì bà là người trông chừng ở đây, thì bà năm nay bao nhiêu? Bà quét dẹp dọn, nghi con đều cháu rồi tới tiếp xúc, dạ. Ngang đèn bà đốt, làm bà cúng. Dạ, quá quý luôn. Đừng có tham lam, dạ. Cái đơn á. Mất 4 năm bộ lưng thôi. Vậy đó ha. À, đó, mất 5 bộ lưng. Mà người cái râu rồi. Cũng chết rồi. Dạ. Mà người ta biết, ở cả người ta biết. Dạ, con hiểu rồi. Mà bà ơi, hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 87 tuổi rồi, vẫn còn khỏe, rất là khỏe, rất là minh mẫn luôn con. Khỏe lắm. Bà không thấy đường con. Dạ. Cái bà đi mổ, người ta không ăn tiền, bị đến tuổi không ăn tiền. Dạ. Mổ này con, tháng rưỡi mổ này con, chứ không phải mổ một lượt. Dạ. Ừ. Bà cái họ tên thật bà của bà là Võ Thị Năm. Võ Thị Năm. À. Nhưng mà thường thường ở đây con nghe kêu là bà Ba hả? À, tại sao là bà Ba? Bà Ba là ông Ba. Ông Ba. Ông Ba, ông hy sinh rồi. Ông hy sinh rồi. À. Rồi bà có đất ở trong ông với mấy ông ở xã ủy ban kêu bà về thì ở ở đây sẽ trọn cái đời bà thôi vậy á con. Dạ. Nhưng mà cái đình là bắt đầu xây dựng mà có lên là vào năm mấy bà nhớ không? Hồi đó bà mới 16 tuổi làm sao bà nhớ? Là lúc đó 16 tuổi đã có rồi hay là bắt đầu? Năm nay bà 86 mười 16 luôn. Quá lâu rồi hả bà? Đúng dần. Con nghe nói là năm 1993 là được cấp di tích lịch sử cấp quốc gia luôn. Dạ. Và trùng tu là năm mấy vậy bà? Hả? Trùng tu lại cái đình này á? Là 2004 con. 2004, dạ. Bây giờ thì nhà nước cũng đang muốn là xây dựng để cho nó khang trang, vì phía trên nóc này nó đang bị giống như là... Dạ, làm lại ha. Ai không? Tính làm lại nè, mấy tỷ. Dạ, quá nhiều ha. Bằng cây xong. Chỗ bằng cây chỗ này... bằng xi măng. Nhưng mà nếu mà có mạnh thường quân nào mà thấy được cái video này là bạn nào muốn giúp thì có thể là lại đây để giúp bà, để có thể là giúp để xây dựng nó khang trang hơn, giống như là một cái di tích mà muốn gìn giữ lại á. Dạ, con cháu đời sau muốn để thấy được đó, cái đình này. Đó, đó nói với con là phải. Dạ. Nói với con mấy ông đăng cái tiết đây nè. Là cái người tháng 11 á, rằm tháng 11 cúng, rằm tháng 5 lễ cúng, còn ngày 10 tháng 3 giỗ tổ Hùng Vương. Dạ. Đó, có ba lễ. Ba lễ. Nhưng mà mỗi năm tới Hùng Vương là không phải lần này mà lần này phải cúng lần thứ ba. Dạ. Nên con nhớ, con học con biết người. Dạ. Hùng Vương á. Dạ, con nhớ. Còn cái này á, cúng là rằm tháng 11, rằm tháng 5, có hai lễ rằm. Nhưng mà cái rằm nào mà mấy cái chư thần, những cái ông thần rắn đi về đây nhiều nhất? Hai cái rằm đó. Hai rằm đó, nhưng mà rằm năm nào cũng có hết. Mà người ta về rồi, người ta chơi ở đâu, người ta mãn rồi, nhưng mà có người gặp không? Có người gặp ở ngoài không? Ví dụ người ta lại người ta thăm, có người gặp những cái ông chư thần về đây không? Ô, không, trời, không dám đập bà ông. Không, không, gặp, vô tình gặp, có gặp không? Gặp mà có. Gặp à, về cảnh này mà. Cái hang ở cái me bự. Cái hang ở đó cái hả? Nè, cái hang, cái me một, bự. Một tí bà có thể dắt con ra coi sơ sơ cái hang đó được không? Đấy. Dạ thôi, bà đi cùng con nha. Dạ, dạ. Bây giờ thì Quang đi theo bà Năm nha. Rồi bà Năm đi theo con để mình tìm cái hang của ông. Dạ. Đây là cái ông hổ nè. Ông hổ ha. Ông hổ. Rồi. Trước này bà với... Dạ rồi. Bà chú xứ ha. Mình chỉ để cái bài vị thôi. Cái này là giữa trận ân tên trời Phật mà. Dạ. Ấy nè, cái hang đây nè. Ấy nè, con hủng nè. Đây nè. Đây nè. Lớn lắm chứ không phải cái khủng mà lớn nha. Lớn lắm. Là cái hang ở đây hả bà? Ừ, đó đó con ơi. Chứ không phải... Đây là cái hang lúc đây trước rồi vậy. Nó hủng. Tới ngày rãi rồi cũng lắp vào lại. Nó hủng. Con không hiểu, tức là tới cái ngày mà... Tới ngày tháng 5 là tới ngày rằm. Thì khi mà cúng đình xong là người ta sẽ đào lên để cho ông đi dưới đi lên. Tức để bình thường là tự nhiên lên à? Wow. Để bình thường là động là, nhưng mà có gào đây không bà? Hả? Có gào đây không? Có để tự nhiên. Là tự nhiên ở dưới đây là cái hang nằm đây.
À đây là cái cây me nè, đúng không bà? Cây me. me. Thì dưới gốc cây me của đình gắn đây là Lớn cái. lắm mà nó gãy đó. Dạ. Lớn lắm. Lớn lắm ha. Trước cái đình gắn mình thì có cây me và dưới Ngoài cây me trăm này năm. cái gốc này. Ngoài trăm năm. Trăm năm rồi. Ngoài trăm năm nữa. Là cũng liên trăm mười mười mấy năm rồi. Có ông mười, ông chết rồi. Ông 10 Ông ha. để di tích đó. Dạ. Nhưng mà đây là cái nó hố xuống húng này là cái Đây hang thật nè con sự. ơi. Đây nè. Đây nè rồi sẽ hồ làm đình nè. Ta mới gom đất. Ta mới lấy vậy. Ồ nhưng mà trong trong cốt cái hang như vậy mà họ lắp lại luôn vậy luôn. Wow, lại hồ wow, cái mình không dám, mình không có làm. Con nghĩ là cái hang nó sẽ đi vòng 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 Ở trong đó đây nè, đó nó đi vòng vòng trong đình hoặc là mấy vô làm ông hổ nè. Ấy nè. Hang mới làm mới là À con hiểu rồi, tức là có cái hang ở đây cho nên mới xây cái ông hổ này để chắn lại, đúng không? Ý ý vậy đúng tưởng không? vậy đó con. À con hiểu với bà rồi. Nè. Quá là đây là ông hổ rồi, chắc chắn ở dưới đây và dưới mình đang đi là sẽ có những ông chư thần ở dưới đây. Đó, người ta cúng người nào cũng cầm thường điếu thuốc cũng. Nhưng mà ông hổ ở đâu cũng có, giống như là để một cái vị chư thần để chắn ở đây hết Đó à. đó Dạ, con hiểu bà rồi. đó Wow, quá là thú vị luôn. mã dữ lắm chứ không phải thành À, tức là ở xung quanh đây là cũng mã nhiều. nhiều lắm Nhiều lắm. và Nhưng mà về là họ lại họ bóc cốt họ đi vô trong đình của Yên á, trong chùa Bà nè, lên đây mỏ cày nè, theo con chạy xe con lại đó con biết Ờ, bà nói con cũng cũng giống như là cái cảm xúc á, cái nói giọng như nó sợ sợ tí xíu á, tại vì lắm con ơi, chỗ này không phải chơi gần con là coi như quốc gia nó gì cộng ở đây nói vậy à, gọi nó bắn hai bên hai bên bắn là đây là cũng là như là trung tâm bà nói với con vậy bà không có dám tham lại bãi dạ thì bây giờ mình cứ nói có sao mà không nói gì hả có bà. sao bà nói vậy Dạ đó là không phải mình khi bà 87 tuổi bà rất là minh mẫn luôn, thôi minh mẫn lắm bà, vậy mà đẹp đó chứ, như hot girl giờ ta gọi là hot girl đó. Thôi giờ mình đi vô nghe bà, đi vô bà. muốn đu cặp mắt không thấy đường con ơi thấy nè thờ bên đây thờ cũng bị bà nhìn đẹp lão lắm bà Nam ơi, thằng tài thằng tài ha. không đây Nhưng mà ở đây có một mình hả bà, ở đây có một mình trong đi chừng hả? nhỏ thằng cũng bự rồi con đó ông địa hôm nay Hiện ấy tại hiện tại ông địa ha. đó Bà giúp con một tí nữa vô phía trong á, bà giới thiệu cho con sơ lược về những cái đây đây linh vị ha. đây Dạ. để bà đốt ngang Dạ. bà đốt Đốt nhang xin phép mới cho xin quay. phép Dạ. phải vô đó mà Dạ. đâu bà xin phép về cho Dạ. con cháu nó vô giếng ông chứ phải là làm gì nữa ông Dạ. Bữa nay bà bệnh hả bà? lạnh rồi Dạ, gió giữ hoài sức khỏe nghe bà, cái này mưa gió quá trời bão á. đó bà thứ nặng lên với cái đình nó con không biết vậy thứ nặng là hết năm nay mình định nữa con Dạ. Rồi bà xin phép ha. để đàn được không Dạ được, sao không được ạ? Ở đây là mình thờ thần hoàng hả bà? Dạ. Ở đây là nơi thờ chính luôn, là thần của mình là thần hoàng tại địa đây phương này luôn, là bàn chánh nè, bàn chánh nha. đây bàn chánh Rồi nè, bên đây đây rồi là tân nguyên xã ba hữu quan và mũ xã quan. ba đây nè chánh là hai bên thờ cũng như thờ có người bảo vệ đi À là phò phò. phò Dạ. ẩm anh nói vậy đi ngay với ông đi thần đi thánh mình mấy ông này có người bảo vệ không Dạ.
Ở đây là hai cái cột này là hai cái cột của rồng hả đúng không bà? Cái này con hai cái rồng. Hai con rồng, dạ. À, ở đây tiền nước ngoài tôi bỏ ra cho ông chú vợn á. Dạ. Ở ra qua đây nè. Là rồng chứ không phải là rắn ha, là hai con rồng. Con dạ. Rắn nha. Dạ. Hai cột rồng, quá đẹp, nhìn rất là sắc sảo, giống như là đồng vậy bà, như là thật sự bằng xi măng đúng không? Ủa, bằng đồng đúng hả bà? Hả? Ờ, xi măng, xi măng. Xi măng là. Xi măng, xi măng, dạ. Cái này cũng hơn ngoài nước ngoài thôi. Gỡ về ha, là hai con hạt. Con thường thường thấy trong đình nào có hạt hết. Ở đây rồi mấy ông này mới mua nè. Dạ. Nước ngoài sắm hết á. Ngoài sắm hết ha. Hai ông tả ban, hữu ban rồi những người giống như gọi là hai hạt. Hai hạt. Mấy cái tổ của mấy cái tượng thờ nè. Dạ. Phía sau bà dẫn con ra phía sau nghe. À. Dạ. Đây mình ra phía ngoài, ra phía sau cho bà giới thiệu hết luôn. Ở đây thì con thấy giống như là nó bị xuống cấp á bà ha. Ừ, xuống cấp đó. Xuống cấp đó. Hôm qua hôm kia có cái ông nào làm vấn. Không là xuống cấp. Nó ở sau thì không có gì hết. Đây là cái bàn thờ gì vậy bà? Bàn thờ kêu gì địa thần. Địa thần, sơn thần kiểu gì ha? À, đây con nào? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn đây là nhìn ra phía ngoài đây là cái lộ hả? Trường học. Là trường học phải không? Dạ. Ngọc cánh này cả thủy á. Dạ. Cái đình là cả trăm năm rồi hả bà? Quá lâu rồi. Cái này hai nhà bác Tư mới làm nè. Mới làm lại nhưng mà thật sự là trước đây là nhà lá, con nghe nói là lá. Đây nè, đào mẹ mà định mà bệnh đồ. Mấy cái khủng đó. Rồi bây giờ nhờ bơm cát là mới đầy con ơi, bơm cát bên trường học á. Chứ lại đây là ngày những cái hầm ngày xưa, hầm chú ẩn ngày xưa. Đó. Đây lúc trước là những cái hầm trú ẩn của bên mình ngày xưa nghe mấy bạn. Thì bên đây là bên mình, bên kia là bên ngụy. Hai bên bắn nhau thì đây là trung tâm. Đó, cho nên nó sẽ xảy ra những cái tâm linh rất là nhiều. Đúng không bà? Đúng không bà? Bà không giấu mà nói với dạ. Con coi như giống nội bà nói với con vậy đó. Dạ con cảm ơn bà rất là nhiều. Chứ không thấy gì. Mấy bạn ơi, thật sự đến đây là bà giúp Quân rất là nhiều, chia sẻ rất là chân thật luôn. Bà nói bà nhát cũng không phải. Không dạ. Phải. Dạ con đến đây con thì con cúng cúng những người mà giống như là nếu mà có thật sự thì giúp con quay phim cho nó. Dạ. Ở đây nhiều, như bà nói đây là rất là nhiều mã, nhưng mà đã bốc mộ lên hết rồi. Nhưng bây giờ mình còn mấy cái hầm mà không ta? Chứ bên đây bây giờ đã lấp hết luôn hầm hết. Hết hầm rồi ha. Hết hầm. Bông có mười mấy hai mấy chục xà lan luôn mà cát á. Dạ ô. Cái mà... thấy gì con nói nhưng mà con nghe nói, con hỏi bà kỹ một cái nữa nghe bà. Con nghe nói là mỗi năm là không phải là một hay là hai ông gắn, mà rất là nhiều gắn con, cháu, có rất là nhiều loài gắn tập hợp về đây. Nhưng mà mình, đúng không bà? Có nghe mấy bạn, thật sự bà là chứng nhân, là chứng nhân sống rồi đó. Bà không dám nói nhiều. Dạ. Bên đó là khi mà mấy bạn vô tới trong đây á thì cái đoạn đường này rất là đẹp. Phía bên đây nè, phía bên tay trái của mình nè, mấy bạn thấy nè, phía bên tay trái á ngày xưa là những cái hào cũng như là những cái hố để bên quân của chúng ta á, trú ẩn. Còn bên kia là bên quốc gia đã bắn qua đây, thì bên đây là cái đình rắn. Thì tiếp tục đi theo ha, để cho mấy bạn xem kỹ lưỡng về cái khu vực trong đây rất là đẹp. Đây là sắp tới cây me trăm năm nè. Cây me này là dưới gốc me là cái hang của ông dài, ông hổ mây cũng như là ông thằng rắn ở đây. Đi theo mình. Đây, hồi nãy mình cũng có quay rõ dưới đây rồi ha. Thì bây giờ mình sẵn sàng mình đứng đây mình chia sẻ về câu chuyện đó luôn. Thì mình đọc trên rất là nhiều tài liệu trước khi mình đến đây á, thì do bà Năm á, bà không có muốn chia sẻ quá nhiều về cái câu chuyện về cái đình rắn này. Thì Quang muốn chia sẻ về cái dị bản mà Quang đã đọc được. Vì trên mạng có rất là nhiều dị bản, cũng như là người dân hay là những người xung quanh đây đồn thổi rất là nhiều dị bản. Tuy nhiên cái câu chuyện về ông thần rắn ở đây là năm xưa á, là
có một cái sự tích là hai vợ chồng người đó đi trên cái sông Hàm Luông và vô tình bị đắm tàu. Thì sau khi đắm tàu có một con rắn khổng lồ thì cứu hai người đó sống dậy. Thì khi mà sống dậy xong thì họ làm ăn khá giả lên và họ cho xây cái đình rắn này thì để thờ và tôn vinh lên cái sự việc đó. Thì cũng có một cái dị bản thứ hai là năm xưa ở đây xuất hiện hai ông rắn, là rắn ông và rắn bà rất là lớn, và họ xuất hiện ở khu vực này rất là nhiều vì họ cũng có cứu giúp dân làng, cũng như là mỗi lần có con hổ, con cọp hay là bất cứ những cái con gì xuất hiện á thì họ sẽ hiện về họ vồ lấy và cứu rất là nhiều người dân ở đây. Vì ngày xưa ở đây là một đúng là hoang vu hoang sơ và rất là nhiều cái câu chuyện thần bí và những cái ông chư thần. Chính vì vậy thì cái ngôi đình này được lập nên. Thì câu chuyện Quang đọc là nó tóm gọn là như vậy, còn sâu xa hơn thì có lẽ là Quang là không phải là một cái người hiểu sâu cũng như là biết của câu chuyện đó. Thì bà Năm là một người chia sẻ rất là chân thật, cho nên là rất là may mắn khi gặp được bà Năm, chia sẻ rất là hoan hỷ và mến khách. Thì đây là cái hang. Mình thì thật sự là mình mong là cái video này mấy bạn nên ủng hộ đi, vì đình này đã xuống cấp rồi. 2014 là bắt đầu trùng tu và đến ngày hôm nay là cũng gần 10 năm, 10 lẻ 4 đúng không? 5 là 10 mấy năm rồi, 14 15 năm rồi đúng không? Thì mình nghĩ là nếu mà có cái cơ hội là những mạnh thường quân thấy được thì có thể để đây ủng hộ ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô phía trong chào bà Năm để mình có cái cơ hội đi thêm một cái nơi nào nữa để giới thiệu trong cái khu vực mỏ cày của Bánh Tre này. Thì bây giờ nó cũng ở đây cũng khá là lâu rồi đó, gần 1 tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ rồi. Ok. Bà cháu bà tên tuổi già cái rồi làm sao rồi? Con là trăm tuổi già là con á rồi. Bà chắc chắn là trăm tuổi già rồi. Không. Hơn luôn nữa, tại vì bà quá khỏe rồi. Thì hôm nay thì Quang có một cái cơ duyên rất là may mắn gặp bà Năm để bà chia sẻ rất là nhiều về câu chuyện của cái đình rắn này. Thì mong là cái video này được sự ủng hộ của các bạn, cũng như là mấy bạn hãy chia sẻ nhiều hơn để biết về cái đình rắn của cái huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre này. Bà Năm, bà thấy hôm nay thì cái câu chuyện bà kể thì tất cả mọi thứ đều là thật lòng. Đó có nghe nói vậy chứ bà không thấy nói thêm. Dạ. Mà bà cũng không phải nói bớt. Dạ. Bà thấy rồi, mình nói bà 87 tuổi còn nước dạ. Dần. Cho nên là chào mấy bạn, hẹn gặp lại mấy bạn ở video kia sau. Cảm ơn mấy con hết. Dạ. bye bye. Cảm ơn nhiều lắm rồi. Dạ. Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này. Nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời, mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye!